18 công đất lúa tại xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền của mình được 75 mét nha. Tiếp giáp với lộ đất nha. Lộ đất này chân lề lộ khoảng 10 mét nha cô chú anh chị. Trước miếng đất mình nó có tiếp giáp với con kênh nước ngọt nha. Kênh này là kênh trạm bơm điện 3 vụ nha. Kênh này thì gieo lúa tầm khoảng 50 đến 70 tấn là lưu thông. Và cái hậu của thửa đất mình đi sâu vào bên trong xuống tới miếng sen phía sau là 250 mét nha. Đất mình thì vuông dứt luôn của chú anh chị. Thì trên diện đất mình ở đây là nó có là khoảng gần 500 mét vuông là thổ cư, là phần đất ở đó của chú anh chị. Đất mình ở đây thì vuông dứt luôn, rất là đẹp. Cách tỉnh lộ 87B thì ngay hướng hàng cây đó chỉ khoảng là 500 mét đổ lại thôi. Thì đi về hướng mà của Tân Thạnh đó thì tầm khoảng là 10 km thôi cô chú anh chị. Từ đây mình ra quốc lộ 62 khoảng 5 km nha. Khu đất của mình này rất là đẹp nha. Thì giá chủ bên em bán cái diện đất này chỉ có là 135 triệu một công. Giá này chủ báo với em là giá chốt nha. Nhưng do duyên của cô chú anh chị mình vào đây mình trả giá được thì mình hưởng nha. Đất mình thì có trụ hẳn ngồi hết rồi cô chú anh chị. Từ đây đi thẳng vô 250 m. Và từ đây đi ngang qua tới hàng cây tràm bên kia 75 mét mặt tiền. Sổ hồng riêng luôn. Chủ thì dân địa phương tại đây nha. Thì cái khu vực này ở đây làm lúa được 3 vụ nha cô chú anh chị. Đất vùng này rất là đẹp luôn. Còn đây là cái ranh còn lại của thửa đất mình. Thì cái sông bơm nước thì nằm ngay vị trí này. Đây họ đặt cái ống bọng ngang ngang đường thông ra ngoài con kênh để bơm nước trực tiếp lên làm mồi đó cô chú anh chị. Ở đây thì nằm trong điện trạm bơm. Đến lịch trạm bơm đó thì mình khui cống ra thì nước sẽ tự động đi vào. Và cõi ở đây thì ngay ngắn nha. Ở đây thì nó có thêm một cái gò, gò khoảng vài trăm mét vuông thôi. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên màn hình. Về đây xem đất thì mình gặp ngay chính chủ, mình trao đổi thêm với họ nha cô chú anh chị.